Cô chú đi. Chào nha, giỏi quá. Mình gió đi, mình gió cái đi. Mình gió, bà cô chú đi. Ồ. Con đang nhìn, con nhìn nè, con nhìn thẳng. Con nhìn thẳng nè, cái mình gió kìa. Mình gió đi con. Mình gió. Nè, mình gió ông bà cô chú đi. Mình gió. Đi con. Mình đi. Để cho chú order cái phở gà chiên. À, món nó lạ quá ha. Món đặc biệt. Cho dịch đi ăn phở gà chiên. Bóp bóp gì đó. Chưa đâu chút nữa được. Mầm hả con? Chú xin con cái chén với muỗng nha. Chờ chờ ba ba lao. Món này phở gì hả? Phở gà nướng. À phở gà nướng. Con quên xin cái chén với muỗng cho Út rồi. Cái gì mâm mâm hả con? Nha. Này là bún cá. Bún cá này phở gà nướng. Món này thấy lạ lạ. Mâm ha. Ồ, ok rồi cho con mâm mâm nghe. Bị bệnh rồi, con bị chảy mũi, bị sổ mũi rồi, nghe con, con giỏi giỏi vậy không? Ồ, chảy mũi tội nghiệp quá, nè nó lú lú nước mũi nữa kìa. Chùi nó cái chảy ra kệ nó ấy. Chậm con. Rồi ăn đi, bỏ miệng ăn đi. Nó hơi nóng rồi con. Đâu nóng, hơi nóng, hơi nóng. Sẵn nguội. Ông Út nhìn nè, ôm nè, mâm nè. Mâm nhìn nè. Gắm miệng, bỏ miệng. Giỏi quá. Phở gà nướng. Lạ không anh? Lạ. Cho chén hết vô. Chơi về cái bị sổ mũi hả con? Chắc chuẩn bị mọc răng. Có chừng gió cái dáng. Nhớ rồi. Nó tóc lên nè, nè. Nó lên cái chén nè. Cái gì? Đâu có cay đâu mẹ. Đó, em đi sugar á á á. Đâu có sugar luôn. Cá là mềm lắm chút cho con. Cắn cái ớt chơi. Cắn.